Sách Sa-cha-ri chương 1. Tháng 8, năm thứ 2 Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi cháu Ido mà rằng: Đức Giê-hô-va đã rất không bằng lòng tổ phụ các ngươi. Vậy, ngươi khá nói cùng chúng rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chớ như tổ phụ các ngươi, các tiên tri xưa kia đã kêu họ mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Bây giờ khá xây bỏ đường dữ và việc làm dữ của các ngươi, nhưng họ chẳng nghe, chẳng hề để ý nghe ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chớ nào tổ phụ các ngươi ở đâu, và những tiên tri ấy có sống đời đời chăng? Song những lời phán và lệ luật ta đã truyền cho tôi tớ ta là các đấng tiên tri, há chẳng kịp đến tổ phụ các ngươi sao? Nên họ đã trở lại và nói rằng: mọi điều mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm cho chúng ta theo như đường lối và việc làm của chúng ta thì đã làm cho chúng ta như vậy. Ngày 24 tháng 11 là tháng Sê-bát, trong năm thứ 2 Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho đấng tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Ido như vậy. Ta thấy trong ban đêm, này, có một người cưỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. Ta nói rằng, hỡi Chúa tôi, những ngựa ấy nghĩa là gì? Thì thiên sứ nói cùng ta bảo ta rằng, ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa này nghĩa là gì. Người đứng trong những cây sim đáp rằng: đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất. Chúng nó bèn đáp lại cùng thiên sứ đứng trong những cây sim rằng: chúng tôi đã đi lại trải qua đất. Này, cả đất đều ở yên và im lặng. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài sẽ không thương xót Jerusalem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào là những thành Ngài đã nổi giận nghịch cùng nó 70 năm nay. Đức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ đang nói với ta. Đoạn, thiên sứ đang nói cùng ta bảo ta rằng: khá kêu lên và nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán, ta vì Jerusalem và Si-ôn động lòng ghen quá lắm, và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đang yên vui, vì ta hơi không bằng lòng, và chúng nó càng thêm sự khốn nạn. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta lấy lòng thương xót trở về cùng Jerusalem, nhà ta sẽ xây lại trong nó, dây mực sẽ giăng trên Jerusalem. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy kêu lần nữa mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thịnh vượng. Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn và còn kén chọn Giê-ru-sa-lem. Đoạn, ta ngước mắt lên, ta nhìn xem, này có bốn cái sừng. Ta bèn nói cùng thiên sứ đang nói với ta rằng: những vật ấy là gì? Người đáp cùng ta rằng: ấy là những sừng đã làm tan tác Giu-đa, Israel và Giê-ru-sa-lem. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn, thì ta hỏi rằng: những kẻ này đến làm chi? Ngài đáp rằng: ấy đó là những sừng đã làm tan tác Giu-đa cho đến nỗi không người nào ngóc đầu lên được. Nhưng những kẻ này đã đến để làm kinh hãi chúng nó và để ném xuống những sừng của các nước đã cất sừng lên nghịch cùng đất Giu-đa đặng làm tan tác nó. Chương 2. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, kìa, một người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng: ông đi đâu? Người đáp rằng: ta đi đo Jerusalem để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu. Này, thiên sứ đang nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người và bảo người rằng: hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng: Jerusalem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành, vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Đức Giê-hô-va phán, hè, hè,
các ngươi khá trốn khỏi đất phương Bắc, vì ta đã làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Si-ôn ở với con gái Babylon, hè, ngươi khá trốn đi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi. Vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Vì này, ta sẽ đưa tay lên trên chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tới mình, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến. Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát mừng và vui vẻ, vì này ta đến, và ta sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phụ Đức Giê-hô-va và trở nên dân ta. Ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ được Giu-đa làm phần sáng nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn Giê-ru-sa-lem. Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài. Chương 3. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng, hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi, nguyền Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì, này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Vả Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng, hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng, hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng, khá đội mũ sạch trên đầu người, thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch. Đoạn, mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng đó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dạy phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu này. Hỡi Giê-hô-sua thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ này làm dấu. Này, quả thật, ta sẽ làm cho đầy tớ ta là chồi móng giấy lên. Vì này, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua, chỉ một hòn mà có 7 con mắt. Này, ta sẽ chạm trổ nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời cả lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả. Chương 4. Đoạn thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta như một người đang ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó. Nó có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có 2 cây olive, một cây ở bên hữu cái chậu và một cây ở bên tả. Bây giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đang nói với ta như vậy. Hỡi chúa tôi, những điều này là gì? Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng, ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, thưa chúa tôi không biết. Ngươi đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, tay Sô-rô-ba-bên đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. Vì ai là kẻ khinh dễ ngài của những điều nhỏ mọn? 7 con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sô-rô-ba-bên.
Ta bèn đáp lại cùng người rằng, hai nhánh olive ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng, hai nhánh olive ở kề bên hai ống vòi vàng có dầu vàng chảy ra là gì? Người đáp rằng, ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết. Người bèn nói rằng, ấy là hai người chịu sức dầu, đứng bên Chúa của cả đất. Chương 5. Đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem, này, có một cuốn sách bay. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng, tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài nó 20 cu đê, bề ngang 10 cu đê. Người bảo ta rằng, ấy là sự rủa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hễ ai trộm cắp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của cuốn sách. Hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của cuốn sách này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta sẽ khiến cuốn sách này đi ra. Nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối. Thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá. Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra và bảo ta rằng, bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. Ta nói rằng, ấy là gì? Người đáp rằng, ấy là một cái epha đang ra. Người lại nói, ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đoạn ta thấy một khối chì tròn được cất lên và một người đàn bà ngồi giữa epha. Người nói rằng, ấy đó là sự hung ác. Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa epha và chẩn khối chì trên miệng epha. Bây giờ ta ngước mắt nhìn xem, này, có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó, vả chúng nó có cánh như cánh con cò, và chúng nó cất epha lên giữa khoảng trời và đất. Ta hỏi thiên sứ đang nói cùng ta rằng, chúng nó đem epha đi đâu? Người đáp cùng ta rằng, ấy là để xây nhà cho nó trong đất Sinea. Khi đã sửa soạn rồi, thì đặt nó vào chỗ nó. Chương 6. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem, này, có bốn cỗ xe ra từ giữa hai hòn núi, và những núi ấy là núi bằng đồng. Nơi cỗ xe thứ nhất có những ngựa hồng, cỗ xe thứ nhì ngựa ô, cỗ xe thứ ba ngựa trắng, cỗ xe thứ tư ngựa xám vá. Đoạn ta cất tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta mà rằng, thưa Chúa, những vật ấy là gì? Thiên sứ đáp cùng ta rằng, ấy là bốn gió trên trời ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất. Những ngựa ô gác xe kia kéo ra đến xứ phương Bắc, và những ngựa trắng ra theo nó, còn những ngựa vá kéo ra đến xứ phương Nam. Kế sau, những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên sứ nói cùng chúng nó rằng, đi đi và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. Đoạn người gọi ta và nói với ta rằng, này, những ngựa ra đến phương Bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương Bắc rồi. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hiên Đai, từ Tô-bi-a, từ Giê-đa-gia. Nội ngày đó, ngươi khá đến và vào nhà Yô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là chỗ chúng nó từ Babylon đã đến. Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mão triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đát. Ngươi khá nói cùng người rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, này, có một người tên là Chồi Móng sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình, và sẽ có mưa hòa bình ở giữa cả hai. Nhưng mão triều thiên sẽ thuộc về Helem, Tobia, Giê-đa-gia và Hên, con trai của Sô-phô-ni, để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Những kẻ ở xa sẽ đến xây đền thờ Đức Giê-hô-va, và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân sai ta đến cùng các ngươi. Nếu các ngươi siêng năng vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, thì sự đó sẽ xảy đến. Chương 7.
xảy ra trong năm thứ tư vua Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri nhằm ngày mùng 4 tháng 9 là tháng Kít-lêu. Khi ấy những người ở Bê-tên có sai Sa-rê-xê và Rê-gem-mê-lét cùng những kẻ theo họ đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va và nói cùng các thầy tế lễ của nhà Đức Giê-hô-va vạn quân và cùng các đấng tiên tri mà rằng: Tôi có nên khóc lóc và biệt mình riêng ra trong tháng năm như tôi đã làm trong nhiều năm chăng? Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: Hãy nói cùng cả dân sự trong đất và cùng các thầy tế lễ mà rằng: Các ngươi kiêng ăn và khóc lóc trong tháng 5, tháng 7 đã 70 năm nay. Có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? Khi các ngươi uống và ăn, há chẳng phải vì mình mà ăn, vì mình mà uống hay sao? Ấy há chẳng phải những lời mà Đức Giê-hô-va kể các đấng tiên tri đời trước rao ra, khi Jerusalem và những thành chung quanh nó có dân cư được thịnh vượng, và khi phương Nam và đồng bằng có dân cư hay sao? Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em mình. Chớ ức hiếp đàn bà quá, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó. Và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đằng sau và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến. Vậy nên có sự thịnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Xảy ra như khi người kêu, chúng nó không chịu nghe, thì khi chúng nó kêu, ta cũng không nghe. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: Ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết. Vậy đất đã trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về, vì chúng nó đã làm cho đất vui thích thành ra hoang vu. Chương 8. Lại có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: Ta đã nổi ghen vì Si-ôn bởi một cơn ghen lớn. Ta đã nổi ghen vì nó bởi cơn tức giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật. Núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Sẽ còn có những ông già, bà già ở trong các đường phố Jerusalem. Ai nấy sẽ cầm gậy nơi tay vì cớ mình cao tuổi. Các đường phố trong thành sẽ đầy những con trai con gái vui chơi trong đó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót này, song há lạ lùng cho mắt ta sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương Đông phương Tây và đem chúng nó đến. Chúng nó sẽ ở giữa Jerusalem làm dân của ta. Còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chân thật và công bình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi là kẻ đang những ngày này nghe các lời ấy từ miệng các tiên tri, trong ngày mà nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là đền thờ, đã được lập nền để xây lên, thì các ngươi khá làm tay mình nên mạnh. Vì chưng trước những ngày đó chẳng có tiền công cho người ta, cũng chẳng có tiền công cho thú vật, và vì cớ kẻ cừu địch thì chẳng có sự bình an cho kẻ ra người vào, vì ta đã khiến mọi người ai nấy nghịch cùng kẻ lân cận mình. Nhưng bây giờ ta sẽ không đãi những kẻ sót lại của dân này như trước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì ở đó sẽ có hột giống bình an, cây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh hoa lợi. Các tầng trời sẽ sa mắt xuống, ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân này được hưởng mọi sự đó. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thế nào,
thì ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thể ấy. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta và ta không ăn năn, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay cũng vậy, ta lại đã toan làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa. Các ngươi chớ sợ chi. Này là những sự các ngươi phải làm. Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng cả lân cận mình. Hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng cả lân cận và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: sự kiêng ăn về tháng 4, sự kiêng ăn về tháng 5, sự kiêng ăn về tháng 7, sự kiêng ăn về tháng 10 sẽ làm sự vui mừng hớn hở và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra các dân và dân cư nhiều thành đều đến, và dân cư thành này đi đến thành khác mà nói rằng: chúng ta hãy đi mau, đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta cũng sẽ đi. Như vậy, có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Jerusalem và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra trong những ngày đó, có 10 người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa mà nói rằng: chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chương 9. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc, nó sẽ đổ trên Đa-mách, vì con mắt loài người và mọi chi phái Israel đều ngó lên Đức Giê-hô-va. Lời ấy cũng phán về Ha-mát, láng giềng của Đa-mách, về Ti-rơ và Si-đôn, vì các thành ấy là rất khôn sáng. Vì Ti-rơ đã xây một đồn lũy cho mình và thâu chứa bạc như bụi đất, vàng ròng như buồng ngoài đường. Này, Chúa sẽ cất lấy của cải nó, xô quyền thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ, Ga-sa cũng thấy và rất đau đớn. Ét-rôn cũng vậy, vì sự nó trông mong sẽ nên xấu hổ. Vua Ga-sa sẽ bị diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Con ngoại tình sẽ làm vua trong Ách-đốt, ta sẽ trừ sự kiêu ngạo của người Philistin. Nhưng ta sẽ cất máu nó khỏi miệng nó và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó. Nó cũng sẽ được sót lại cho Đức Chúa Trời chúng ta. Nó sẽ như tộc trưởng trong Giu-đa và Ét-rôn sẽ như người Giê-bu-sít. Ta sẽ đóng trại chung quanh nhà ta nghịch cùng cơ binh, hầu cho chẳng ai qua lại. Kẻ hà hiếp sẽ chẳng đi qua trong chúng nó nữa, vì bây giờ ta đã lấy mắt nhìn xem nó. Hỡi con gái Si-ôn hãy mừng rỡ cả thể, hỡi con gái Giê-ru-sa-lem hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ tiệt xe cộ khỏi Ép-ra-im và ngựa khỏi Jerusalem. Cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiệt và ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước. Hỡi những kẻ tù có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồn lũy. Chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai. Ta dương Giu-đa ra cho ta như cái cung và Ép-ra-im như tên của nó. Ta sẽ thúc giục con trai ngươi, hỡi Si-ôn nghịch cùng con trai ngươi, hỡi Gia-van, và ta sẽ khiến ngươi như gươm của người mạnh bạo. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó.
tên Ngài sẽ phát ra như chớp. Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn và đi với gió lốc phương Nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo hộ chúng nó. Chúng nó sẽ nuốt và dày đạp những đá ném bởi trành. Chúng nó sẽ uống và làm ồn ào như người say, sẽ được đầy dẫy như bát, như các góc bàn thờ. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mão triều thiên sẽ được cất lên trên đất. Sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào. Lúa miếng sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thịnh vượng. Chương 10. Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá. Chúng nó rao chim bao phỉnh dối và ban sự an ủi luống nhân. Vậy nên, dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. Cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn, ta sẽ phạt những dê đực. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng. Đá góc sẽ ra từ nó, đinh ra từ nó, cung chiến trận ra từ nó, và hết thảy các quan cai trị cũng ra từ nó. Nhưng chúng nó sẽ như những người mạnh dạn dày đạp buồn trên đường trong cơn chiến trận. Chúng nó sẽ đánh, vì Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì những người cưỡi ngựa sẽ bị xấu hổ. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó. Người Ê-phra-im sẽ như kẻ mạnh dạn, lòng chúng nó sẽ vui vẻ như bởi rượu. Con cái nó sẽ thấy và vui mừng, lòng chúng nó được vui thích trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ suýt gọi và nhóm hiệp chúng nó, vì ta đã chuộc chúng nó lại. Chúng nó sẽ thêm nhiều ra, cũng như đã thêm ngày xưa. Ta sẽ gieo chúng nó ra giữa các dân. Chúng nó ở các nước xa sẽ nhớ lại ta. Chúng nó sẽ sống với con cái mình và trở về. Như vậy, ta sẽ đem chúng nó về từ đất Ê-díp-tô, nhóm chúng nó lại từ A-si-ri, đem chúng nó vào đất Ga-la-át và Li-ban, và chúng nó sẽ không có đủ chỗ ở. Nó sẽ vượt qua biển khổ, sông đánh sóng biển. Hết thảy những nơi sâu của sông Ni-lơ sẽ cạn khô. Sự kiêu ngạo của A-si-ri sẽ bị đánh đổ, và cây trượng của Ê-díp-tô sẽ mất đi. Ta sẽ làm cho chúng nó nên mạnh trong Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ qua lại trong danh Ngài. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 11. Hỡi Li-ban, khá mở các cửa ngươi, cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương ngươi. Hỡi cây thông, hãy kêu la, vì cây bá hương đã ngã, những cây tốt đẹp đã bị hủy phá. Hỡi cây dẻ ở Ba-san, khá kêu la, vì rừng rậm đã bị chặt. Có tiếng than khóc của những kẻ chăn chiên, vì sự vinh hiển của chúng nó đã bị hủy phá. Có tiếng gầm thét của những sư tử con, vì sự kiêu ngạo của Giô-đanh đã bị tồi tàn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta phán như vậy: hãy cho những con chiên sắp giết ăn cỏ. Những kẻ mua nó giết đi chẳng lấy làm phạm tội, còn kẻ bán thì nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen vì ta giàu có, và trong những kẻ chăn chẳng một người nào tiếc chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: vì ta chẳng tiếc dân cư đất này nữa, nhưng này, ta sẽ phó ai nấy vào trong tay kẻ lân cận mình và trong tay vua mình. Chúng nó sẽ đánh đất, và ta sẽ không giải cứu khỏi tay chúng nó đâu. Vậy, ta cho những chiên sắp giết ăn cỏ là những chiên rất khốn nạn trong bầy. Đoạn ta lấy hai cây gậy, một cây gọi là tốt đẹp, một cây gọi là dây buộc, và ta cho bầy chiên ăn. Chỉ trong một tháng, ta diệt mất ba kẻ chăn, vì linh hồn ta đã nhàm chúng nó và linh hồn chúng nó cũng chán ta. Ta bèn nói rằng, ta sẽ không chăn bay. Con nào chết, chết đi,
con nào mất mất đi, còn những con nào sót lại thì con này ăn thịt con kia. Đoạn, ta lấy gậy ta gọi là tốt đẹp mà chặt nó ra từng khúc, đặng dứt lời giao ước mà ta đã kết với hết thảy các dân. Nó bị dứt trong ngày đó. Vậy thì những con chiên rất khốn nạn trong bầy là chiên nghe theo ta, biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Ta nói cùng chúng nó rằng, nếu các ngươi lấy làm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Rồi ta chặt gậy thứ hai của ta gọi là dây buộc, đặng dứt tình anh em giữa Giu-đa và Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy lấy khí vật của kẻ chăn dại dột cho ngươi. Vì này, ta sẽ dấy lên một kẻ chăn trong đất này. Kẻ ấy sẽ chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh, song nó ăn thịt con rất mập và xé móng chúng nó. Khốn thay cho kẻ chăn vô ích bỏ bầy mình. Gươm sẽ ở trên cánh tay nó và trên con mắt hữu nó. Cánh tay nó sẽ khô cả và con mắt hữu nó sẽ mù cả. Chương 12. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Israel. Đức Giê-hô-va là đấng dương các tầng trời, lập nền của đất và tạo thần trong mình người ta có phán như vậy. Này, ta sẽ khiến Jerusalem làm chén xây sẫm cho mọi dân chung quanh. Và khi Jerusalem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ đánh mỗi con ngựa cho kinh hãi và kẻ cưỡi nó phải điên cuồng. Ta sẽ mở mắt ta trên nhà Giu-đa và đánh mỗi con ngựa của các dân cho mù đi. Bây giờ, các trưởng Giu-đa sẽ nói trong lòng mình rằng, những dân cư Jerusalem là sức mạnh của ta trong Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, ta sẽ làm cho các trưởng Giu-đa giống như một bếp lửa ở giữa đám củi và như một đuốc lửa ở giữa những bó lúa. Chúng nó sẽ thiêu nốt bên hữu và bên tả hết thảy các dân tộc xung quanh, và dân cư Jerusalem sẽ lại còn ở chỗ mình, tức là Jerusalem. Đức Giê-hô-va trước hết sẽ cứu những trại của Giu-đa, hầu cho sự vinh hiển của nhà David và sự vinh hiển của dân cư Jerusalem không dấy lên trên Giu-đa được. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm đấng bảo hộ của dân cư Jerusalem, và trong ngày đó, kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như David. Nhà David sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Trong ngày đó, sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem như là sự thương khóc của Hadad Rimmon ở trong đồng bằng Megiddo. Đất này sẽ thương khóc, mỗi họ riêng phần mình, họ của nhà David riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Nathan riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Levi riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ Shimei riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Phàm những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra, và những vợ chúng nó riêng ra. Chương 13. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà David và dân cư Jerusalem vì tội lỗi và sự ô uế. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, cũng xảy ra trong ngày đó, ta sẽ trừ bỏ các danh của các thần tượng khỏi đất này. Người ta sẽ không ghi nhớ đến nữa. Ta cũng sẽ khiến các tiên tri và quỷ ô uế ra khỏi đất này.
từ rày về sau, nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha và mẹ nó là kẻ đã sinh nó ra, sẽ nói cùng nó rằng, mày sẽ không sống nữa, vì mày nhân danh Đức Giê-hô-va mà rao những lời dối. Cha và mẹ là kẻ đã sinh nó, sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Sẽ xảy ra trong ngày đó, khi những tiên tri nói tiên tri, thì ai nấy sẽ bị xấu hổ về sự hiện thấy của mình. Họ cũng sẽ không mặc áo choàng bằng lông để dối trá nữa. Nhưng nó sẽ nói rằng, ta không phải là tiên tri bèn là kẻ cày ruộng, vì ta đã làm tôi mọi từ thuở nhỏ. Nếu ai hỏi rằng, những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi cớ gì? Thì nó sẽ đáp rằng, ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà bạn ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta và nghịch cùng người làm bạn hữu ta. Hãy đánh kẻ chăn cho những chiên tản lạc và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. Đức Giê-hô-va phán rằng, xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng. Chúng nó sẽ kêu cầu danh ta và ta sẽ nhậm lời nó. Ta sẽ phán rằng, ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Chương 14. Này, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy, ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Bây giờ, Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn. Phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Ác Sang, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Cả đất sẽ làm nên đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rimmon, về phía nam Giê-ru-sa-lem. Thành này sẽ được nhắc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Benjamin cho đến chỗ cửa thứ nhất và đến cửa góc, lại từ tháp Hananeen cho đến những nơi ép rượu của vua. Người ta sẽ ở đó, nó chẳng bị rủa xả nữa, nhưng Giê-ru-sa-lem sẽ được ở yên ổn. Vả, này sẽ là tai vạ mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm cho ai nấy, khi chân đang đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó, vì ai nấy sẽ nắm tay cả lân cận mình, và tay người này sẽ giá lên nghịch cùng tay người kia. Giu-đa cũng sẽ tranh chiến tại Giê-ru-sa-lem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó, vàng, bạc và những áo sống rất nhiều. Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa và hết thảy thú vật trong dinh trại đó đều bị ôn dịch như vậy. Xảy ra, hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó.
nếu họ hàng Ai Cập không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Ấy, hình phạt của Ai Cập và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy. Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: Thánh cho Đức Giê-hô-va. Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn thờ. Mọi nồi ở trong Jerusalem và trong Juda sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Phàm những kẻ dân tế lễ sẽ đến lấy nồi mà nấu. Và trong ngày đó, sẽ không còn có người Canaan trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân.